là nếu như trong trường hợp hai đứa mình kết hôn thì cái gia đình tương lai của mình anh muốn như thế nào, và từ đó cả hai sẽ thấy là mình đang vẫn phải đi xây dựng rất là nhiều cái thì mới có được một cái ngày hái quả ngọt, đó là cả hai cùng nhau có một cái đám cưới thì là đẹp. Nhưng nếu như bạn đã nỗ lực, bạn đã cho đi rất nhiều giống như Khải Như nói, nghĩa là đã chịu lùn xuống, đã chịu nhũng nhặn lại, đã chịu cho một cái cơ hội để nghe rất là nhiều, nhưng mà người kia vẫn thể hiện đúng một điều là hai chúng ta gặp nhau chỉ vì một chuyện thôi, thì rõ ràng là chắc chắn là bạn phải rất nên xem lại cái chuyện là dừng cái mối quan hệ này vào giai đoạn nào, chứ không phải là xem lại hôn nhân nữa, mà chỉ đơn giản là hãy kết thúc cái mối quan hệ đó đi. Bởi vì nếu như chỉ có một cái nhu cầu như thế, chúng ta có nhiều cách để thỏa mãn, chứ không cần thiết phải rất là làm khổ bản thân mình vì một cái mối quan hệ mà mình mưu cầu quá nhiều, trong khi nó đem lại cho bạn rất là ít. Hôm nay thì chúng ta phải cảm ơn Mỹ Linh vì lá thư của bạn ấy đã giúp cho Khánh Huyền, cho Khả Như và Thạc sĩ Tô Nhi A có một cái đề tài để chúng ta có thể trò chuyện và giúp cho không những chỉ Mỹ Linh đâu mà nhiều quý vị khán giả nữa cũng đang lắng nghe chương trình tìm ra được một vấn đề có thể giúp ích cho mỗi người. Và trong câu chuyện vừa rồi thì chúng tôi cũng đã đưa ra những cái vấn đề của những người chưa kết hôn và cả những người đã kết hôn để làm sao giải quyết vấn đề của mình, và Huyền tin rằng cái ý kiến của Thạc sĩ Tô Nha ngày hôm nay là điều mà chúng ta cần ghi nhớ. Và đặc biệt là rất là cảm ơn Khả Như, bạn đã đến và chia sẻ những cái ý kiến, quan điểm của mình. Và Huyền tin là bạn cũng tìm được nhiều điều qua chương trình ngày hôm nay, đúng rất, không? Rất nhiều điều luôn. Em ngồi em suy nghĩ, em cảm thấy rất là cảm ơn cái buổi hôm nay luôn á. Em có được những điều mà em thiếu. Thực sự là em thiếu. Các cụ vẫn nói là đi một ngày đàng học một sàng khôn. Dạ, hôm nay em học được một sàng thật. Và bản thân Huyền cũng thế. Thực ra là cũng đã từng lập gia đình, cũng đi nhiều chặng đường lắm rồi. Nhưng mà mỗi một lần trò chuyện một lần, mình cũng nhận ra được nhiều điều, không những chỉ cho mình mà cho những người xung quanh. Sau này còn cho con mình nữa, đúng không Tô Nha? Và Huyền cũng muốn kết chương trình ở đây ở một quan điểm mà Huyền tin rằng quý vị và các bạn sẽ đồng lòng cùng với Khánh Huyền. Đó chính là tình dục rất quan trọng trong hôn nhân, nhưng hôn nhân không chỉ có tình dục. Và chính vì vậy những người đang chuẩn bị tiến đến hôn nhân và cả những người đang sống trong hôn nhân, hãy thực sự tìm hiểu thật kỹ và bù đắp những phần thiếu sót ở người bạn đời của mình để làm sao chúng ta có được một cuộc hôn nhân vừa hòa hợp về tình dục, vừa hòa hợp về mặt tình cảm, và đó mới thực sự là một mái ấm cần thiết cho gia đình và những đứa con thân yêu. Một lần nữa xin thay mặt Khả Như, thay mặt Thạc sĩ Tâm lý Tô Nha, Khánh Huyền xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. SNTV, kênh truyền hình giải trí thế hệ mới. Dễ thương phải không? Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem vấn đề của bạn ý là gì nhá. Những dòng chữ cũng khá đẹp.